chúng tôn bé ra và trói căng con đề mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà em vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi người cầm lấy chén cũng tạ ơn dâng lời chúc tụng và cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu do ơn mới và vinh cương sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chúa.